Bả là con người không có lương tâm, bả không có đau lòng hay gì. Tôi về chưa tới này là bả điện lên, bả nói là con Thảo giữ số tiền nó hết. Tối nay á, ăn trộm có lấy là tôi chịu trách nhiệm. Tôi nói, ủa mà nói sao kỳ vậy, tôi với em tôi về không biết đồng bạc, sao mà nói kỳ vậy. Rồi ở dưới mẹ con tiền bạc gì cũng biết rồi, kêu Thảo đưa hết cho bả giữ. Rồi giữ lấy luôn con nhỏ. Ví dụ như là sao? Là bả đốt hết trơn, ba cái tấm liễn gì bàn thờ là bả đốt hết trơn, bả đem đi hương, bả đem vô chùa. Mà bây giờ bả đòi lại là cái gia đình của cái thằng đụng cho con bả chết á, một tháng là... số tiền đó nè, người đấy người ta cấp giùm người người ta đi gỡ ngân hàng gì cho em á, còn chi phí à, còn dư nhiêu thì người ta đi gỡ ngân hàng gì đó. Gỡ ngân hàng chi, giờ đang khổ sao không chịu dứt ra cho mấy nhỏ đi học, đi gỡ chi trời. Em cũng không biết, giờ con em thì nó quá khổ này đây, rồi nó không biết nó ở được vậy không, nó có chồng bỏ cháu người ta khổ thì gì, bà mới gìn giữ được số tiền đó. Hay là bà cái ý bà có mua đồ ý đồ khác mình cũng không biết. Rất cảm ơn nhiều, không muốn nói gì hơn nữa. Tôi kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh hùng quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Trong video lần trước, Thận có ghé thăm gia đình của em Thảo. Chồng em qua đời, nhưng mà có sau khi mà Thận thăm chuyến đầu tiên thì giúp đỡ thì đăng clip lên, thì cũng nhận một số phản hồi của cô chú mạnh thường quân là rất là bức xúc. Cô chú chị bức xúc vì số tiền mà cô chú mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ trong cái đám tang đó, giúp đỡ để cho em đó, nhưng mà cuối cùng lý do không biết sao mà em không có nhận được. Hỏi ý kiến của gia đình gây ra thế nào. Rồi chú cho bánh nè, cháu này là phải được đi ăn học nè. Bây giờ là cháu gia đình em là 1, 2, 3, 4 đúng không? Là cháu cháu trai này nè, cháu này lần trước là dữ lắm nè, cho nó đi học nha. Anh để anh có giúp tiền đó, là hôm nay là chủ yếu là anh tới đây giúp cho mấy nhỏ, rồi cho cháu này đi học, cho có này nít đàng hoàng. Chia bánh ra đi nha con, mà mốt không có vậy nữa nha. Dạ lớn lên chưa học hả? Dạ chưa, nó nói chuyện chưa gần nữa, nó không chuyện không có gần nữa mà nó lao chao. Con chào cô, đây là cô Tám nè. Chào cô con mới biết luôn. Ha. Dạ, bên trong kia thì còn cô bên kia nữa. Bây giờ cả nhà mình ra đây đi. Bữa nào? Cả nhà mình ra đây hết trơn đi, con có cái này cho cả nhà xem. Con mới tìm hiểu gia đình mình đây thôi. Nhưng mà bây giờ là có một số việc thì con không có hiểu. Vì trước đây là cũng có hôm trước là em nói là chồng em qua đời là có nhà hảo tâm là giúp đỡ em không? Dạ có. À, có cái cô đó với mấy cái chú đó đi lại rồi cho tiền em, rồi cho đâu được 2-3 triệu như 8 triệu tiền lẻ nữa, còn ai cho nó mà. Dạ, còn vòng ở xóm người ta đi đánh rồi đó chú. Bây giờ cả nhà mình ra đây để mở cái này ha, cả nhà mình xúm lại đây đi. Cái này hơi đặc biệt cô chú anh chị, trường hợp bắt rất kỹ lắm thì Thận mới ra những clip như vậy. Đứng lại đây nè, gái. Rồi sau ly lại quay đi. Giờ cả nhà mình nhìn ha. Đây là mình là con nhận được comment là trong cái video lần trước con tới đây con thăm nè. Comment này là hình như là hoàn cảnh này gần nhà tôi. Tôi cũng biết một chút ít là em đó. Rồi tiếp theo là này. Là tên là Hàng Trần. Thận xin phép đọc luôn cô chú anh chị cho nó rõ ràng. Nhóm Từ Tâm giúp đỡ là 23 triệu. Có giúp đỡ cho em phải không? Dạ. Đây là cô chú Mạnh Thường Quân là những người yêu thương của em là thấy video em giúp rồi. Dạ, có. Có phải không? Nói ai lấy. Rồi tiếp theo nữa. Tiếp theo đây là một cái là Tuấn Anh Nguyễn. Tôi có gửi tiền lúc đám tang cho chị này là 8 triệu. Cái anh chị này là tên là Tuấn Anh Nguyễn. Có không? Có nhận dạ, cái tiền đó không? Tiền lẻ đó à. Rồi tiếp theo thì mình nhìn cái video này ha. Mình đang đi không dễ
Rồi bây giờ gia đình mình nghe tiếp ha, còn nữa rồi xong rồi mình nói chuyện sau tiếp tục. Thế thì gì nè, đầu cái đó bữa đó đâu đâu chắc cỡ bữa mùng 8 Tết quá, chồng của chị là Duy Minh Đương á. Dạ. À, bây giờ đi nhậu chạy xe về mới sắc cái chết đi. Cái nhà thì nghèo lắm, nhà nhỏ xíu à. À nhưng mà anh chồng đồng chị này ưa nhậu lắm hả? Thì cũng tát bà đi nhậu vậy đó, cũng hết. Dạ dạ. Rồi anh kể đi anh. Thì cái mới nhậu về cái mới té. Cái tôi có nhỏ em gần bên đó đó. Cái nó mới kêu, nó mượn, nó kêu gọi giùm, nó nhà nghèo lắm mà mới vừa qua Tết rồi mà. Ở nhà nghèo thiệt, tôi đây còn hình nè, nếu anh ấy anh kết bạn Facebook với tôi rồi tôi gửi hình qua cho coi. Dạ dạ. Rồi dạ, cái chút xíu nữa anh gửi cái hello đi em coi. À, rồi rồi. Dạ. Cái như vậy đó, cái từ qua tôi kêu gọi cái được cái nhóm ở trên thứ 11 có cô chị Hằng nữa, bà dạ. Kêu nữa, bà kêu tiếp nữa. Bà kêu tiếp thì bà kêu hình như đợt đó cô bả hình như được hình như 30 triệu hay là ba mấy triệu gì đó. Dạ. Rồi bên đây tôi kêu 2 ngày được khoảng 8 triệu rồi vừa cho bánh xong á đâu 4 giờ chiều, 1 giờ cho thì 4 giờ chiều bên đây tao qua cho nè. Dạ. Tao cho xong xuôi hết trơn rồi đi về chứ tao cứ ngỡ đi về thôi. Thì nghe nhỏ em nó kể lại thì cái tiền đó đó là bả không có được giữ. Dạ. Mà cái nguồn cơn là gì nè. Cái con nhỏ em nó nói á, cái con nhỏ kia á, con nhỏ mà như em ruột của anh Đương á, anh kể lại á. Nó nói với người em của tôi á là cự nữ vì vụ tiền bạc đó. Rồi tính xong lại quánh rồi đó, dòng đi học gì đó. Rồi hâm he tùm lum chân, bà này sợ quá. Rồi mới rút chạy về chảnh luôn á. Dân con cái chạy về chảnh chân á. À vậy là cho em hỏi là cái lúc cho đó là tiền đó là để mình bỏ vô cái thùng cúng điếu hay là mình cho đưa thẳng? Không, 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 không. Đưa thẳng cho chị luôn chứ. Chị cầm hết mà. À đưa thẳng. Tại vì gì nè. Là mình cho này á, là mình chủ yếu á, là mình cho vợ của ảnh. Dạ. Chứ ở trong gia đình không có cho bên dòng họ bà con gì hết, mấy người đó ta đâu có được nhận đâu. Dạ đó, ý em hỏi là cái chỗ đó đó mà cuối cùng là xác nhận là cuối cùng là chị này đưa tận tay mà chị này không được nhận luôn. Đi vô trong chắc gỡ tay lấy luôn hay gì rồi. Dạ, dạ là tính rồi, anh có tìm hiểu chính xác chưa? Chỗ này chắc cũng chính xác rồi, nói em xác bên nó nói đó thì chính xác rồi. Dạ. Để, hôm tôi cũng có liên hệ với dạ. Chị Hằng đó, cái chỗ mà cho mấy chục triệu đó, bà cũng la trời không, bà nói không có ngờ mình làm mình cho đã rồi bên kia người ta lấy hết trơn rồi, bà có được ngàn nào đâu. Dạ, vậy thì để em tìm hiểu cho chính xác luôn, tại vì em cũng nhận tiền Mạnh Thường Quân đó, thì nếu như vậy đó, là cái tin của em đăng lên là nó chính xác, để em khỏi... chính xác rồi, tôi dạ. Bảo đảm, cái tin của anh đăng là chính xác rồi đó, dạ, tại vì ở dưới này hâm he quá trời á. Rồi bà sợ quá rồi bà ôm con về trở luôn, bà bỏ tiền luôn. Chứ phần bà đây bà cũng đâu lấy được tiền đâu. Dạ. Tội nghiệp bà quá trời. Tôi đây tôi cũng tính đi. Dạ. Tôi tính lên công an nên tôi nói chuyện trên chỗ xã đó, nói chuyện đó mà bây giờ công an nó nói cái đó cái chuyện gia đình rồi sao xử. Dạ. Đúng rồi mấy đó anh. Đó nó cũng bó. Mấy anh công an nói vậy cũng có cái lý, tại vì. Có cái lý. Do lắm. Nhiều khi tôi mới nói. Chảy ra tiền mai tán tùm lum hết trơn rồi. Khó mãi nữa. Rồi vậy em cảm ơn anh ha, anh người anh rồi. Hậu quá trời, nghe anh kể là thấy anh là một cái người thiện nguyện tốt nữa. Rồi, cảm ơn rất là nhiều ha. Vậy thì em chuẩn bị em đi quay để em biết cái câu chuyện nó thật sự như vậy á, thì em sẽ tiền Mạnh Thường Quân lại để có ai giúp được nhiều thì em nhận, còn nếu mà em quay không đúng sự thật là em sẽ không nhận liền. Và cảm ơn anh đã cùng nha. Rồi 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 đúng rồi, đó sự thật á. Anh tên gì anh?
À, tôi tên Tuấn Anh. Ừ, anh nói gần quê chồng không? Quê chồng gần lúc trước ở đó. Gần sát bên là cách có mấy cây số thôi. À, vậy ha. Rồi cho rồi. Là cảm ơn những anh chị ở đảo Nguyên Góp rồi giúp đỡ. Thôi, có biết sao giờ anh cũng trao tận tay rồi. Dạ. Dạ rồi. Cảm thấy cũng thấy cũng hơi buồn buồn. Dạ, chúc sức khỏe cho những anh chị em mình ha. Rồi rồi, cảm ơn luôn nha. Rồi, dạ. Dạ rồi. Xin chào anh. Dạ. Dạ. Chừng nhất mỗi ba đi. Nãy giờ cái sống yếu á. Rồi, hồi nãy giờ thì em nghe rõ chưa, bà con cô bác mình đây nghe rõ không? Thì sự việc là theo được thông tin chia sẻ lại là những anh chị nãy giờ gọi điện là những ân nhân của mình đã từng giúp đỡ cho mình. Số tiền là trao cho em là muốn giúp đỡ cho mẹ con của em. Nó sẽ nằm trong tay của mẹ con của em để mà trang trải trong cuộc sống, như là chăm sóc các cháu ăn học. Như là hiện tại giờ nói thẳng luôn là anh cũng đã thăm em hết một lần rồi, là em không có một cục đất chậu chim á. Thì mong muốn của những cái ân nhân này là muốn em phải giữ số tiền này. Thì em có thể em giải thích tại sao mà những người giúp đỡ em đã đưa tiền trực tiếp cho em mà em không có giữ được. Em có thể kể cho anh biết không? Dạ, đêm đó thì giờ cha mẹ em trên đây về trơn rồi, còn con mình em ở dưới à. Giờ bà đi vô cái bà nói giờ đưa tiền cho mấy đứa con gái bà giữ. Đó hồi tối nay ăn trộm vô giết em, nói vậy đó. Rồi kêu đưa hết rồi nói sáng mai gì đem vô mà em không có lấy gì hết trơn á. Tổng hết trơn là được khoảng nhiêu em? Dạ tiền đã đi từ thiện là 23 triệu với 8 triệu tiền lẻ. Cái em xin rồi bà đưa, bà nói nhỏ em không có nói giờ lấy chị lấy 8 triệu tiền lẻ thôi. Còn nhiêu thì để em giữ. Rồi tiền cộng hết trơn luôn là cúng điếu đồ này nọ cho em, có tính ra cái khoản còn lại khoảng bao nhiêu không? Tính dạ, hết trơn luôn, tất tần tật luôn á. Tiền cúng điếu là người ta đi 8 mấy triệu đó em quên này. À. Như tiền mà người ta đền cho chồng em là được 30 triệu nữa. À là 100 mấy rồi. Rồi tiền Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm cho nữa là 3 mấy nữa là mình được 100 mấy rồi đó. Dạ 23 triệu nữa. 23 với 8. Dạ. Trước kia là cái nhóm chị kia là cho 23 triệu xong rồi tới anh này cho 8 triệu nữa là 40 cái 31 triệu. Dạ. Rồi. Không? Cái... Dạ chứ em lấy bản anh đưa là em là 8 triệu rồi mẹ chồng em nữa. Thì cũng bắt mua cái này mua cái kia như đổi bếp ga rồi mua chén rồi mua thùng rồi mấy thùng đựng gạo rồi gì em cũng mua rồi tiền trả tiền rượu. Thì ngủ đâu tới cho bữa đó người ta nói 100 mấy cái 100 mấy đất gì đó rồi. Nói chung là em lúc mà trao tiền đó thì em cầm số tiền rồi em lấy số tiền đó em đi mua những cái đồ cần thiết để đãi bà con lại để chia buồn cho chồng anh. Dạ. Rồi số tiền còn lại? Số tiền còn lại thì em không có giữ. Lý do sao em không giữ? Dạ, nhỏ em chồng em nói để em chồng giữ. Rồi đó thì em đưa cho em chồng em giữ là em không có lấy tiền nữa. Hôm nay thượng tới gia đình của em là cũng vì vấn đề này. Thì hiện tại giờ thì xảy ra cái vụ việc như thế này thì có một số quý nhà hảo tâm, quý anh chị có lòng tốt giúp đỡ em có số tiền cũng như là lo mai táng cho chồng nè. Có số tiền mong muốn của Mạnh Thường Quân là muốn lo cho các cháu học, cho nên là số tiền này á thì nãy cô chú anh chị đã nghe rồi, số tiền muốn giao tận tay cho em rồi mà muốn em phải dùng số tiền này để trang trải, để lo cho gia đình. Thì sau khi mà tới thăm thì em nói em không có giữ tiền số tiền này được thì cô chú Mạnh Thường Quân thấy rất là đau lòng và bị tổn thương, cho nên thuận là cái người nhiệt cầu nói. Thuận thứ nhất là Thuận tìm hiểu cái câu chuyện này lên để đăng lên, thứ nhất là có cái nhóm chị nào hồi nãy với lại cái anh nào đó thì đại diện có nghĩa là khi mà gửi cho em số tiền là 23 triệu thì gồm có là thu chị này anh kia ABCD đó vân vân mấy được cái số tiền là 23 triệu, nhưng mà em nói em không nhận được đó, thì cái người trao tiền đó lại ngại nữa, cho nên nó Thuận Phạm thông qua cái video này Thuận đính chính lại là em có nhận tiền rồi. Các cô chú mà đã giúp đỡ cho em thì yên tâm, tại vì do cái gia đình cho nên em phải đưa tiền lại phải không? Yeah.
Thì chính vì vậy đó thì mình không có biết là số tiền cộng là lại là tổng là bao nhiêu hả? Có biết không? Dạ không, em biết bao nhiêu đó. À vậy thì anh nhận được thông tin là của tất cả Mạnh Thường Quân cũng rất là nóng lòng cái câu chuyện này. Thì Mạnh Thường Quân cung cấp lại cho anh là tính ra chi trả hết trơn luôn, tiền mai táng đồ này nọ hết, là em còn lại là khoảng trên dưới 50 triệu gì đó, anh không biết. Biết chỉ biết là cái dung sai nó khoảng như đó thôi. Cái thứ hai nữa thì bàn thờ của chồng em bây giờ là không có ai thờ hết. Đã đem đi vô chùa rồi, em biết chuyện này không? Dạ biết. Ừ. Người ta ở xóm người ta điện lên người ta nói với em vậy đó. Chứ em cũng không ở chứ em cũng chưa biết, tại em có cái chị ở xóm á, chị điện lên cho em biết vậy nè. Các cô ở đây có người nào đi dự hay là có biết gì câu chuyện ra thế nào, dạ, cứ kể cho cô biết. Rồi cô cứ kể đi cô. Rồi. Thì tôi nghe cháu vậy tôi có xuống dưới thì tôi thấy hoàn cảnh cháu khổ quá. Dạ. Khổ tụi nó nhà cửa gì trong nhà, tôi nói thật sự ra là trong nhà không có gì bán được 500 ngàn, tôi thấy quá khổ. Rồi là bên chồng mà đối xử với nó như vậy, thành ra tôi cũng rất đau lòng. Tôi mới nói với em tôi thôi giờ sống với quá khổ, em tìm cách dắt cho con mình về. Cho tôi biết cháu tôi nó ở dưới, lỡ mà có giết cháu tôi á thì nói nó bệnh nào nó chết, thành ra tôi á không an tâm. Tôi nói thôi giờ về con, nói chỉ mới nói với em tôi vậy thôi mà giờ ở dưới làm gùm ban, nói là tiền bạc này kia đi đám. Tôi về chưa tới này là bà điện lên, bà nói là con Thảo giữ số tiền nó hết, tối nay á ăn trộm có lấy là tôi chịu trách nhiệm. Tôi nói ủa mà nói sao kỳ vậy, tôi với em tôi về không biết đồng bạc sao mà họ nói kỳ vậy. Rồi ở dưới mẹ con tiền bạc gì cũng biết rồi, kêu là kêu Thảo đưa hết cho bà giữ. Rồi giữ rồi giữ lấy luôn con nhỏ. Con nhỏ chỉ là lấy là được đó 8 triệu. Mà bà kêu phải đi trả tiền rượu đó ma. Rồi mua bếp ga, mua tô, tổ, chén dĩa gì trong nhà, xây sở trong nhà nữa. Rồi tiền mở cửa mã cho chồng nó thì cũng sức số tiền 8 triệu đó. Bà làm cha làm mẹ bà đối xử như vậy tôi thấy cháu tôi không thể nào sống dưới được. Nhà tôi xuống hai bên tôi nói thiệt, cái xào đồ mà để phơi á là phơi kỹ không kỹ là lọt cái xăng hết trơn, bị sát mé luôn. Tôi nói thấy khổ quá thôi kêu em tôi thôi giờ mới kệ, về đây có cơm ăn cơm, có cháu ăn cháu, ở dưới nước nôi này kia sống khổ quá đi. Mà bên chồng không thương nó như vậy đó, sống dưới mười mấy năm rồi mà không có cho được cháu một cục đất, không giúp đỡ cho con được gì trơn. Giờ hơn nữa chồng nó chết rồi lấy gì mà giúp. Rồi vậy thì cô có biết gì cái số tiền mà cái sau khi mà cái tang lễ đã xong rồi đó thì em còn dư hay là sau đó cô có thể kể chia sẻ cô? Thì tôi không biết, bà có điện lên bà nói là số tiền đó ta đi được 80 mấy triệu. Dạ. Mà bà kêu với con Thảo đêm nay giữ hết trơn hà, đêm nay ăn trộm có lấy là anh Thảo chị chịu trách nhiệm. Nói tôi nếu mà anh Thảo giữ mất là tôi chịu. Trời ơi, tôi nói tôi về này tôi có biết gì đâu mà nói vậy. Yeah. Rồi thành ra là ở dưới mẹ con tiền bạc này kia là nói chung là ở dưới là ai cho ăn Thảo nhiều là bả ra bả trực bả lấy hết trơn luôn. Ai lại tới cho là bả không có cho ăn Thảo là ra dự. Để bả ra ngoài bả nói chuyện với ta thôi. Yeah. Thành ra con Thảo nó không biết là số tiền bao nhiêu thì con không rành. Thì cho bao nhiêu thì con có nhận bao nhiêu đó mà bả lấy hết trơn à. Thì số tiền đó thì cô chú Mạnh Thường Quân đó là báo với con là hiện tại giờ thì nó còn thừa lại là khoảng trên dưới 50 triệu gì đó, cũng không rành, chỉ nói khoảng khoảng vậy thôi. Thì cũng mong muốn là số tiền này sẽ về tay em, tại vì Mạnh Thường Quân đó, lúc nào là cũng muốn giúp đỡ cho em, cho nên là chính vì vậy là có những cuộc gọi, có ghi âm rồi có video là trao cho em. Mong muốn Mạnh Thường Quân nãy cũng có nói rồi đó, là số tiền đó để cho mẹ con của em để trang trải trong cuộc sống. Người ta thương cái hoàn cảnh của em rồi, khi mà người chồng không không có còn sống nữa rồi em là phải lao động chính nữa, mà người em nó ốm như vậy nè, cho nên là cái căn nhà mà đám tang hồi nãy nó nhìn thấy là cũng không còn cái gì hết trơn. Em về đây em có gia tài hay có cái gì không? Dạ không có gì hết trơn. Về đây không có cầm không có gì hả? Dạ em không có gì hết trơn. Rồi dạ. Ở dưới kia em có ai cho đất đai hay cho tài sản hay gì không? Dạ cũng chưa có cho, mà hồi chồng em chết thì cha em cho được cái miếng đất đó, nhỏ nhỏ vậy đó thì đủ chôn chồng em ạ.
Em có muốn đem chồng về đây để thờ không? Dạ có, mà cũng cũng từ từ có nhà có cửa em mới đem chồng em về đạo được. Dạ. Chú là cha bị nghe mà tin là con mình ở dưới đó, bị em chồng ăn hiếp rồi, chú đau lòng quá rồi mới dẫn mấy đứa cháu kia, mấy đứa cháu ngoại về đây giúp đỡ cho nó đi học hành rồi đây kia cho nó nên thân người, bị chồng nó mất. Đi hỏi người ta 11 triệu đi lên đi xuống nước, mấy nhỏ này giờ mang nợ 11 triệu bạc mỗi tháng đóng lời 600 ngàn. Ủa vậy đó hả? Rồi. Vậy là từ ở dưới lên đây là đi tiền xe bao nhiêu? mỗi một chuyến thì là 2 triệu mấy, chứ 2 triệu 7 mà đi 3 4 lần, vừa đám vừa này kia đi 3 4 chuyến Vậy đó hả? lên rồi xuống lên xuống. Rồi bây giờ là chú rước lên rước xuống như vậy rồi chú, rồi hiện tại giờ con được biết là cái căn nhà này ở là mười mấy người nè, rồi chú đem về đây về chú nuôi vậy rồi chú có ngại nhọc nhằn hay gì không, anh chị Có em của em mình cũng người là thương con thương cháu mình rồi, không có bỏ được. Bây giờ cũng người rước về ở chặt thì ở chặt, chứ biết làm sao giờ, cho nó học nên người rồi, chứ người ta biết chữ biết đọc biết viết mà cho nó biết với người ta, chứ giờ mình làm ông làm bà mình bỏ nó vậy mình rất khổ quá, tội nghiệp Dạ. Con nói bây giờ là ví dụ nha chứ không phải là thiệt nha. nó Ví dụ như là Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ cho mình một cái căn nhà cho em nè. Cho em một căn nhà thì không biết là em có đất hay không. cái đó thì chú cũng không có đất đai gì mà còn được hơn trước này, phân có 7 8 mét bề ngang cũng Là cái sân này hả? 7 8 mét Từ cái bàn ông Thiên vô đây. vuông. dạ Là cái cắt nó nói ra được chứ thần, cắt nó nói ra chừng thước hai dạ vậy đó thước hả? nó vậy, được. vậy, che hết cái nhà chú rồi. Trời em mình sống vì con, giờ quay trở lại che đâu che chứ biết sao. Giờ yêu cầu cũng nhờ chú giúp đỡ giùm cho nó cái nhà chứ ở vậy thấy mệt quá chú thần ngay thiệt. Cái anh mà gọi Thuận nãy Thuận mở cái đoạn ghi âm á thì anh cũng quyết định luôn ơi cô chú anh chị, anh sẽ kêu gọi những anh chị em ở phía dưới đó nữa để tiếp tục giúp cho em, cũng mong muốn của anh là muốn gửi tiền lên để giúp cho em có một cái căn nhà nho nhỏ để che nắng che mưa, chứ bây giờ là hai mẹ con nãy Thuận hỏi lên đây là không có cục đất chỗ chim rồi, cũng như là sức thần đi là không có cái gì phải không? Chú đi với chú rước lên là không có mang được cái gì gì đấy hả? Dạ không có gì trơn chú Nhưng ơi, đứa bị con thì cái ở dưới nó ở đậu và hai bên nhà lá đi là đem theo được bị đồ không, quần áo không có chén đũa ly muỗng gì vậy, à, chỉ cái đó bỏ có lại hết trơn đi, nó không đem theo, bị tiền xe đồ này kia đi nó không có đem theo gì hết. Đi lấy mà ba quần áo mấy đứa nhỏ về bà đó cho 2 bao đồ về bận á, bà tám nó cho 2 bao đồ mấy nhỏ đó. rồi chị tám là chị mới kêu lên cho quần áo rồi cho mấy nhỏ bận. Vậy là con đính chính lại là lúc mà chồng của em Thảo qua đời là bữa mùng 8. Mùng Dạ 8 thì giờ, bây giờ là tháng 8 là ngày Tết. Là dạ trước Tết hay là qua Tết? Chứ qua Tết, qua qua Tết Tết. Vậy là bây giờ là tháng 3 rồi, bữa nay mấy tháng 3 rồi ta? Bữa nay 19 tháng 3. Bữa nay 19 tháng 3 là 3 tháng mấy rồi. Thì thường nhận được phản hồi của quý ân nhân là quý Mạnh Thường Quân và quý nhà hảo tâm mà giúp đỡ tại cái đám tang hôm hôm bữa nhà em á, thì tính ra thời điểm bây giờ là 3 tháng mấy rồi, thì mong muốn của những anh chị nhà hảo tâm thì muốn số tiền này sẽ về em. Dạ trừ cấn ra thì còn lại bao nhiêu để về em để cho em nuôi mấy nhỏ. Những cô chú anh chị quý vị mạnh thường quân nào đã từng giúp đỡ cho em thì xin hãy comment, Thuận sẽ ghim đầu luôn bao nhiêu Thuận sẽ cộng lại hết. Rồi có thể là cô chú anh chị nào mạnh thường quân đã từng giúp đỡ cho em mà không có hài lòng đó, thì cứ gửi tin nhắn ghi âm qua Zalo, Thuận sẽ dùng cái tin nhắn đó Thuận sẽ đăng lên luôn. Dạ kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, hôm nay Thuận nhận được thêm tiền của cô chú mạnh thường quân như sau. Đầu tiên là anh Lê Hoàng Tấn ủng hộ là 2 triệu, cháu ngoại của chú Quỳnh Phi Long ở Hóc Môn là cháu Nguyễn Việt Minh Khôi ủng hộ là 100 đô đổi được 2 triệu 300 ngàn, tổng cộng số tiền là 4 triệu 300 ngàn, với lời nhắn là số tiền này sẽ giúp cho hai cháu trai còn lại là chưa đi học phải không? Em gắng cố gắng cho hai cháu đi học ha. Bao nhiêu tuổi rồi hai cháu trai á?
Dạ, đứa 5 tuổi, đứa 6 tuổi rồi. Ừ, cần thiết cho nó vô lớp đá nha. Hồi nãy nó vô với mấy lần trước đó là anh lại tới đây là thấy nó cái nề nếp nó không có. Thì nó chưa có ăn học đó chú. Hồi dạ, dạ. Ở dưới quê nó không ăn học, chú cũng thông cảm. Ừ, gắng gắng cố gắng dạ, dạ. Ông ngoại với bà ngoại chăm sóc cụ. Dạy nó chưa biết sao. Thôi vậy ha. Rồi, ông ngoại, bà ngoại thông cảm nha, con giúp dạ, cho dạ, em ha. Dạ, dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 300 ngàn. Rồi. Cảm ơn, rồi. Cảm ơn anh nhiều. Ừ. Rồi, cảm ơn Mạnh Trường Quân. Nói là cảm ơn. Rồi, em xin cảm ơn những người hảo tâm đã giúp đỡ em, cảm ơn rất nhiều. Ừ. À, anh được biết là... À, những cô chú Mạnh Thường Quân mà đã giúp đám tang á, thì cũng gợi ý là em là người hơi bị khờ nè. Đúng không cô? Dạ. Cô là em hơi bị khờ nè. À, tất cả những ân nhân mà đã giúp đỡ với em á, một lần nữa anh thì cũng gợi ý với anh là họ cũng sẽ muốn vào cuộc này mà phía bên ở dưới đó để tìm hiểu số tiền còn lại là bao nhiêu. Thì cũng mong muốn là số tiền đó hoàn lại cho mẹ con của em ha. Tại vì mấy ổng thường mù gì đó thì sao con không nói với chú. Làm sao tiền gì nữa? Dạ, 30 triệu đó là tiền người ta đền bù cho chồng em á, bên tai nạn mai táng. À, có nghĩa là chồng em bị tai nạn, rồi cái người mà gây ra tai nạn đó bồi thường là 30 triệu. Dạ. À, 30 triệu rồi tiền cúng điếu 80 triệu nữa. Dạ. Rồi tiền mà những nhà hảo tâm là cho mình là 31 triệu nữa. Mà em lấy trước ta cho em xin lại được 8 triệu, còn 23 triệu nữa thì ta giữ luôn cho em rồi. Ừ, 8 triệu đó làm gì? Dạ 8 triệu đó thì mẹ chồng em nó kêu em mua đồ lặt vặt trong nhà đó anh. Giá tiền rượu rồi mua chén, mua bát rồi đổi bình ga gì tùm lum hết trơn anh ơi, rồi tiền đi như, đi mở cửa mã, mua trái cây rồi mua gà gì nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi chú từ cái lúc mà chú rước em về đây là trong mình em còn ngàn nào không chú? Dạ nó còn lên triệu mấy gì à. Dạ. Thôi cũng gắng cố gắng lên ha. Anh hy vọng sau này ở đây được ông ngoại với bà ngoại cô mang thì là gắng làm lên rồi có vốn có nhà có cửa thì đem chồng về thờ. Muốn thờ chồng lắm phải không? Dạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Quân đã giúp đỡ cho em. Không cố gắng lên ha. À, chú là cha của bé Thảo, chú xin cảm ơn cũng trước nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân và mấy cô chú xuống đây để giúp đỡ hoàn cảnh gia đình của con tôi với mấy cháu để ăn học, tôi rất cảm ơn nhiều, không muốn nói gì hơn nữa. Nói vắn tắt lại một chút xíu nữa là em hiện tại giờ là em được ông bà ngoại rước về đây để nuôi thư phụ em, bây giờ là chồng qua đời, em mang bốn cháu về đây để cho ăn học, nhưng mà hiện tại giờ thì được hai cháu gái ăn học rồi, còn cháu trai như nãy cô chú vậy đã thấy rồi, nó chưa có cái nề nếp. Thì rất chân thành cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi tiền để cho các cháu được cấp sách đến trường. Thì thần cũng mong muốn số tiền của em sau khi mà lo hậu sự cho chồng rồi còn dư được bao nhiêu á, thì theo ước nguyện của cô chú Mạnh Thường Quân á, giúp đỡ á, thì cũng mong muốn số tiền này sẽ về với em. Rồi nếu mà về số tiền về với em là số tiền khoảng chừng trên dưới 50 triệu á, chú cho cái miếng đất này khoảng chừng 4 mét vuông thì nhân ra là có 16 mét rồi, chắc có thể là số tiền là cất được cái nhà luôn rồi. Là hoàn cảnh nghèo thì bây giờ có nhiều mình làm nhiều là cho che nắng che mưa cho con dạ. Mình nó ở cháu đi học. Dạ. Con vậy đó chú rất là mừng. Dạ. Hiện tại bây giờ thì Thận tới đây thường cập nhật là thấy chú căn nhà này là chú ở là mười mấy người. Dạ. Thì chú che cái hàng ba này nè cô chú anh chị. Đó, bây giờ thì có những anh em anh chị em đó thì che cái này để cho em ra đây ở. Chỉ có che vậy thôi hả chú? Dạ chú che rồi tới ngang chỗ này nữa, chiều nay làm ngang đây nữa cho đó cái dựng cửa ngang đó. Dạ. Trong mưa đó cũng như là thuộc về chú mưa thôi. Chi phí này là của dạ. Ai chú? Chi phí dạ. Làm cái trái dạ. Che ra gì nè? Dạ cái này chú giống này của chú đi mượn ở xóm ghiền của Nguyên Năng để chị em ta cho mượn đỡ. Trời ơi trời. Hồi nãy là chú nói là chú đi lên đi xuống chú mượn tiền ta chú còn nợ lên nữa hả? Dạ, có chú lên xuống chú mượn tiền đám tiền nghe gãy bệnh đó, nghe gãy chết đó.
Ngày ông không có tiền. Qua dạ. Tôi phải đi hỏi. Mượn 5 triệu bữa hổm. Mượn đâu nay 10 bữa. Là mượn của cô hả? Mượn của tôi 5 triệu đó, tôi cho mượn đó. Đồng về che cái chòi nè. Dạ. Người thấy vậy chở cho hai nhỏ, mấy nhỏ hai bao đồ. Dạ. Về đứa có một bộ đồ dính da chứ không có nhiều gì trơn á. Dạ. Tôi cũng hay làm phước vậy lắm. Nếu mà gia đình có duyên với cô chú Mạnh Thường Quân thì Thuận xin phép nhận thêm tiền của Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho chú cái khoản tiền chú mượn nợ để đi lên đi xuống lo hậu sự cho con rể. Mà nãy chú nói là khoảng 11 triệu hả chú? Dạ, đúng. Dạ. Thuận sẽ giúp cái khoản này cho chú. Nếu cô chú Mạnh Thường Quân có duyên thì Thuận sẽ nhận để giúp cho chú để thôi chú lo âu nào đó. Bây giờ còn có một mình chú là lao động chính đó cô chú anh chị. Thì em là về đây là mọi việc là làm kiếm tiền rồi này nọ thì chú dẫn dắt không hả? Dạ. Đi xúc đất á, hai cha con xúc đất ngày 200 mấy ngàn cho mấy nhỏ ăn bánh rồi đi học rồi chú hàng ngày. Xúc đất trong ruộng tội nghiệp lắm, xúc kia tới trưa tới chiều tới xế trong sát trong tôi nè. Dạ. Tôi nhà đây nè mà xúc trong ruộng tôi chổng á. Mần dữ lắm luôn. Xúc bỏ vô bao rồi giá bỏ vô bao cho khác. Người ta mua có 3 ngàn một bao hà. Dạ. Xúc cho người ta rồi ta xúc trời nắng trời đâu cứ xúc muốn chết luôn vậy là tôi ở trong ruộng nè. Sát trong tôi chổng á. Dạ. Xúc món nhà tôi nhà đây nè. Dạ. Một ngày là được 200 ngàn hả chú? 200 ngàn là chia hai cha con. Rồi á. Xúc rồi chú coi xúc mấy 300 luôn trời mưa gió rồi nắng ở chú. Dạ. Đâu có tiền dư. Mà có thì cũng xúc cái này cũng ha đâu phải hàng ngày chú tận hết mùa rồi. À vậy đó hả? Nắng bữa nữa là hết, hết chút rồi. Đi mình có giường rồi cho người ta chú. Dạ. Ai kêu mận gì mận đó nhận đất thùng gì, ai kêu mận gì cũng mận mướn. Dạ. Hy vọng lần sau Thuận sẽ tới đây nhận được tình thương của cô chú Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho chú. Hoàn lại cái số tiền mà chú đã hỏi mượn để lo cái hậu sự như là chi đi tới đi luôn cũng như là đi rước mấy các cháu đồ về đây nè. Thì chú chân thành cảm ơn. Dạ dạ. Còn riêng em á thì Thuận cũng mong em sẽ nhận lại số tiền. Thuận nghĩ là số tiền 40-50 triệu gì đó. Chú cho được có bề ngang miếng đất có 4 mét, số tiền này đủ làm cái nhà luôn á. Nếu mà có cái duyên thì anh sẽ giúp. Anh sẽ giúp nếu mà được như vậy thì anh sẽ giúp thêm nữa. Ha. Còn hiện tại giờ thì cũng chúc mừng em thì Mạnh Thường Quân là từng giúp mà cái lễ mai táng cho chồng em á. Muốn liên hệ với anh, muốn giúp cho em nữa đó. Nhưng mà hôm nay thì anh sẽ tới tìm hiểu cái câu chuyện như vậy để đăng lên để cho những cái anh chị mà giúp đỡ mình trực tiếp đưa tiền cho em. Tại sao mà đưa tiền cho em mà em không nhận được thì đã hiểu rõ rồi. Người ta có nói là dự định số tiền đấy để làm gì và khi nào đưa em không? Đã nói số tiền đó người đấy người ta cấp giùm rồi người ta đi gỡ ngân hàng gì cho em á, còn chi phí còn dư nhiêu thì người ta đi gỡ ngân hàng gì đó. Ừ. Đã nói gỡ ngân hàng chi giờ đang khổ sao không chịu chích ra cho mấy nhỏ đi học đi gỡ chi trời. Em cũng không biết giờ con em thì nó quá khổ nhỏ này đây rồi nó không biết nó ở được vậy không, nó có chồng bỏ cháu người ta khổ thì gì bà phải gìn giữ được số tiền đó, hay là bà cái ý bà có mua đồ ý đồ khác mình cũng không biết. Bởi vì là số tiền người ta cho thì thôi giờ người ta tiền tám đám rồi chi phí bao nhiêu còn nhiêu mẹ đưa là cho con nuôi cho mấy đứa cháu thì vậy là mới đúng là mẹ. Dạ. Còn bà vô tâm quá mà tiền bạc này kia là bà quản lý hết trơn rồi giàu á là bàn thờ nói chung là thằng con lúc trong khi con nhỏ này về á tôi có nói bây giờ con về con hỏi với cha mẹ chồng bây giờ con đem ly hương chồng con về theo cha mẹ cho không, ổng mới nói thôi để cho tới 49 ngày cho nhỏ này tới lui. Thì nhỏ này về chỉ có 2 ngày nghe tin là bà đem vô chùa. Tôi nghe tôi cũng đau lòng. Hỏi gì chứ nó có vợ có con mà tại sao mà không được như vậy, còn cha mẹ không được đốt cho nó cây nhang cho tới mà ngày con nhỏ này khỏe bệnh đi nó về dưới nó đốt nhang cho chồng nó. Bây giờ đem vô chùa bỏ chứ bỏ con mình vô chẩm. Bả là con người không có lương tâm, bả không có đau lòng hay gì. Yeah. Chú thì cũng như là cha mẹ thì quay trở lại ở giữa người lớn xu gia với nhau, chú cũng điện bàn với anh xui giờ giờ hoàn cảnh con nó đã khổ, nó bệnh gái tôi còn chồng nó thì mới mất mà giờ dưới anh xui chị xui không có quan tâm tới con tôi nó bệnh hoạn vậy thôi giờ cho tôi xin rước nó gì à. Rồi thằng chồng nó để 49 ngày á, rồi thí dụ nó xuống xã tang này kia thì bắt đầu cho nhỏ này về xã tang là con cháu tới ông nội bà nội đồ. Mà mới về bữa trước bữa sau thì anh xui anh bàn tán sao không biết anh đem nó gửi vô chùa rồi vậy rồi xong gái tôi về xã tang xã bổng gì nói vậy trên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng biết. Ví dụ như khổ là sao? Dữ lắm. Giờ ví dụ như là sao là bà đốt hết trơn, bà tắm liễn gì bằng thờ là bà đốt hết trơn, bà đem đi hương, bà đem vô chùa.
Mà bây giờ bà đòi lại là cái gia đình của cái thằng đụng cho con bà chết á, một tháng là phải đưa cho bà 500 ngàn bà gửi vô chùa cho ta đốt nhang cho con bà nữa. Đó, tôi nghe được tin như vậy nữa. Bây giờ ví dụ như là đem vô chùa vậy rồi sau này mình thỉnh về đây để mình thờ thì có được hay không? Dạ được. Được hả? Dạ, tới như đặt ví dụ như nhỏ này có nhà cửa đàng hoàng đi rồi nó đem chồng nó về được, nó vô chùa nó thỉnh nó đem về được. Dạ. Với cái số tiền là mấy chục triệu á thì con nghĩ là thời điểm bây giờ là mình xây được cái căn nhà với cái diện tích mà chú cho nãy có 4 mét vuông à. Rồi, rồi. Thì nếu mà để dành số tiền đó có chừng mười mấy năm sau thì số tiền này nhiều khi có không được nhà lá nữa, nó không có còn giá trị nữa thì lúc đó cũng như không. Thì giờ cũng như cầu xin nhà hảo tâm á, bây giờ cho nó bao nhiêu đó thì bà già chồng nó bà nhận như vậy thì giờ á cũng nhờ chính quyền nhà hảo tâm rồi nói cách nào đâu cho bà đưa lại cho cháu tôi đặng nó lo cho mấy đứa con nó chứ giờ thấy nó quá khổ. Dạ. Mà bây giờ tôi cũng là tôi nhờ bà bạn kêu gọi chỗ này chỗ kia, mình tôi thì tôi hứa gành mà nhờ bà bạn không. Dạ. Thì giờ thấy cháu mình khổ quá, bây giờ mình không có giúp, mình giúp thằng nào thôi chứ đâu phải lo cho nó nhà cửa nó ở được. Thì cũng nhờ nhà hữu tâm á, là cho nó bao nhiêu tiền, bây giờ á, là ở dưới cha mẹ chồng nó nhận. Thì giờ á, xin yêu cầu á, là phải, cha mẹ nó phải đưa số tiền lại cho nó nuôi con nó. Chứ còn như vậy là tôi thấy quá khổ. Về ở xóm làng này ai cũng tha là 10 người là ta thấy ta đau lòng hết là 10 người rồi. Dạ. Bây giờ con nó như vậy ăn học chưa có tới nơi tới chốn gì trơn á. Rồi giờ đi á, là con á, ở xứ dưới ở xứ như vậy đó mà con đứa nào đứa nấy coi nè, tay chân gì như ống sậy vậy nè. Tôi xuống dưới là tôi thấy là tôi cầm lòng không đậu. Tôi thấy con cháu tôi như vậy nè. Tôi tính kêu nó về tôi vô cho nó vào cho nước biển. Con nhà con tệ với Thảo. Sống với chồng mười mấy năm rồi bây giờ tàn tệ vậy đó. Thảo đó đẹp gái không? Rồi đó nó cũng được chứ đâu có tệ dữ vậy. Cô chú anh chị ơi, thì chú ông ngoại cho được có 4 mét vuông đất à, nếu mà thuận ngoài 4 mét chứ mà đây ra ngoài 4 mét ngang 7 mét đó. Đây qua đây là 7 mét, 7 nhưng mà mét. Phải chừa đường đi với chú. Chừa đường đi lại là có cái nhà được có 4 mét vuông thôi. Không, mình quay mặt chứ ra rộng nữa chứ. Dạ. Đó, tới chỗ chú để toàn được. Nhưng mà phải chừa cái hàng ba cho chú nữa là lọc vậy. Vì đây á, là ngay chỗ này đó, phần đất nhà nước được cấp. Còn dạ. Nhà nước mà bỏ cái khu vực từ đó ra ngoài đó là nhà nước cũng vẫn cho mình cấp. Dạ. Cho mình cất nhà trong phạm vi mà khu vực của lộ á. Dạ dạ. Mà lộ chừng nào làm á thì mình dỡ giờ vô thôi. Dạ. Đây đó mình nói thêm được 2 thước nữa. Đây là cô chú thì nó từ đây ra đó là khoảng hơn 4 mét xíu đó, nhưng mà cô chú nói là lấn ra chút xíu thôi mình cất trong phần đất mình để cho hai chết ăn. Dạ dạ. Dạ thì khoảng là thuận đoán đó là khoảng phủ bì là 4 mét vuông đó cô chú chị, là nhân ra có 16 mét nè. 16 mét đó thì cỡ bự hơn cái phòng ngủ một chút à. Nãy giờ con tới đây cũng khá là lâu rồi, con chào cô với chú tất cả gia đình mình, là con xin được phép kiếu ha. Em có lời nào nói chị Danh nữa không? Dạ, em xin cảm ơn quận Hùng Quân đã giúp đỡ em, với em cảm ơn anh Hận rất nhiều. Cố gắng lên ha. Dạ. Anh hy vọng là em nhận lại được tình thương của mọi người mà đã từng giúp đỡ cho em. Dạ. Rồi che lên được cái mái nhà để che nắng che mưa để rước chồng về đón thờ ha. Dạ. Mong muốn là muốn thờ chồng dữ lắm phải không? Dạ. Mọi người ở đây cũng nhờ cô với rồi, chú cũng, ha. Con xin mà Mạnh Thường Quân với nhà hảo tâm với vợ chồng cô chú đồ này kia cảm ơn rất nhiều cho dạ. Sao cho con tôi có được ngôi nhà ở. Dạ, cảm ơn chú rồi. Cô đã chia sẻ rất là nhiều. Vậy tôi cũng cảm ơn chú Thuận với nhà hảo tâm có lòng giúp đỡ cho cháu tôi được có căn nhà thì tôi cũng mừng lắm. Dạ. Thì cháu tôi về đây thì khổ dữ lắm. Thành ra tôi cũng nhờ chú Thuận đặng là dẫn dắt chương trình là nhờ nhà Mạnh Thường Quân. Dạ. Thì trước hết thì tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu tôi thời gian qua. Dạ. Vậy thôi tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Cô Tám cũng ở lại mình giỏi. Dạ. Cô Tám. Tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cháu tôi với chú thím đồ, cảm ơn tất cả hết trơn nha. Dạ dạ. 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 Con cũng chúc sức khỏe cô dạ. Nhiều ha. Tôi cũng muốn theo ý tôi xin có chú vậy ha cái ý kiến. Cũng như tôi ở đây thì tôi cũng giúp đỡ nó ở gần gạo thóc hay tôi có gì tôi giúp cái nấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ cho nó cất cái nhà rồi làm ơn cho nó đặng cho nó lấy được số tiền bên chồng nó vậy đặng nó buôn bán đặng mà cái quán nhỏ đặng mà nuôi 4 đứa nhỏ này ăn học chứ giờ có cái tiền mà cất vô gom vô hết trơn rồi đâu còn đồng bạc nào mà sanh sống. Dạ. Bây giờ thì con gom lại hết ha với tất cả các cô ở đây. Thuận ngay. Dạ. Cũng Mạnh Thường Quân cũng thương giùm bị gì nó cũng hơi khờ đó rồi dạ. Thành ra nó cũng không được lanh lợi cho nên cái số tiền đó người ta mới lấy lại hết dạ. Chứ phải nó mà khôn như tôi vậy dễ gì tôi cho lấy số tiền đó đâu
Dạ. Mạnh Thường Quân cũng thông cảm giùm, nó dạ. cũng hơi khờ. Nếu mà có cái nhà nhỏ nhỏ đây là chú biết cất không? Chú cất được không? Cũng mướn thợ chú phụ, dạ, không à, đi phụ dạ. hồ làm lặt vặt á. Dạ, vậy bây giờ con gom lại hết trơn ý kiến của các cô với chú lại ha, là con không biết là con không có hứa là cất cái nhà nha. Nhưng mà với điều kiện mà em được nhận lại được tiền của chú Mạnh Thường Quân sẽ vui lại. Tại vì Mạnh Thường Quân giờ là đang tổn thương, đã giúp đỡ cho em mà em không có nhận được á, là Mạnh Thường Quân rất là tổn thương, rất là tội nghiệp đó. Thì nếu mà em nhận lại cái số tiền đó thì con sẽ cố gắng tới đây, có thể là trên 80% là con sẽ giúp cho em một cái căn nhà. Vậy ha, nếu mà em nhận lại được số tiền đó. Rồi vậy ha. Dạ dạ. Cô chú ở lại ha. Dạ dạ. Con sẽ cố gắng hết mình. Trước khi khép video lại một lần nữa, Thuận xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền của anh Lê Hoàng Tấn hôm nay là ủng hộ là 2 triệu. Cháu ngoại của chú Quỳnh Phi Long ở Hóc Môn là cháu Nguyễn Việt Minh Khôi ủng hộ là 100 đô đổi được 2,3 triệu. Tổng cộng số tiền là 4,3 triệu. Với lời nhắn thì hôm nay giúp đỡ cho các cháu sẽ cấp sách đến trường cho các cháu có nề nếp. Xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe của chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thực phẩm cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào cả nhà mình ha.